Xin chào quý vị, nhiều người nghĩ rằng Tơi Chúc, nơi đến của thầy trò Đường Tăng ở trong hành trình thỉnh kinh của mình, thuộc lãnh thổ Ấn Độ bây giờ, nhưng sự thật có phải như vậy không? Trong hành trình đi thỉnh kinh thì thầy trò Đường Tăng đã đi qua những nơi nào, trải qua hành trình là bao nhiêu km và hành trình đấy quy đổi ra liệu có thật ở ngoài đời hay không? Tơi Chúc nằm ở đâu? Hay Hỏa Diệm Sơn có tồn tại thực sự hay không? Đó sẽ là những điều được đề cập đến ở câu chuyện ngày hôm nay. Tây Du Ký là một bộ phim đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam, kể cả những người đã có tuổi và kể cả trẻ em nữa. Hầu như là mùa hè nào thì Tây Du Ký cũng được chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần. Trong đó nói về câu chuyện thầy trò Đường Tăng lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh. Đường Huyền Trang tên thật là Trần Huy, có tài liệu ghi là Trần Vĩ, sinh vào khoảng năm 603 trong một gia đình gia giáo tại Lạc Dương. Cha của Đường Huyền Trang vốn là một bậc quan lại triều đình, nhưng vì thấy thời thế loạn ly nên đã cáo lão về quê từ rất sớm. Năm lên 5 tuổi, Đường Huyền Trang mồ côi mẹ. Tiếp đó lên 10 tuổi thì cha cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Từ đó Đường Huyền Trang phải sống những ngày tháng vất vả, cực khổ và có phần tủi nhục. Ông từng ngày từng giờ sống chật vật với cuộc sống mưu sinh, bị coi khinh. Và thời gian trôi qua thì cuối cùng ông cũng đã tìm đến với cửa Phật để tiếp tục cuộc sống của mình. Vốn từ rất nhỏ nổi tiếng là thông minh, thông hiểu văn chương khá nhiều, nên chỉ trong một thời gian ngắn nương nhờ nơi Phật, Huyền Trang về cơ bản đã thông thạo mọi triết lý của Phật giáo. Càng về sau, tên tuổi của Đường Huyền Trang ngày càng lưu danh nơi nơi. Và cũng kể từ đó, vị sư trẻ này đã đi rất nhiều nơi ở đất nước Trung Quốc, một phần để chiêm bái, một phần để thuyết giáo. Năm 618, nhà Đường thành lập, Đường Huyền Trang đã rời quê hương Lạc Dương đến với kinh đô Trường An. Tại đây, Đường Huyền Trang có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và thỉnh giáo nhiều bậc thánh tăng. Tuy nhiên càng thỉnh giáo bao nhiêu thì Huyền Trang càng thấy mình có nhiều thiếu sót và đem lòng hoài nghi mọi điều. Với học vấn và khí chất khác người, Đường Huyền Trang đã có một quyết định liều lĩnh và táo bạo, đó là Tây Du sang Tây Trúc để thỉnh kinh. Năm 627, Đường Huyền Trang gửi thư lên vua Thế Dân, tức là Đường Thái Tông, để thỉnh cầu được sang Tây Trúc. Vua Thế Dân lấy làm tự hào vì đất nước mình lại có những bậc cao tăng thành kính với cửa Phật như vậy. Nhà Đường vốn rất sùng bái đạo Phật. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, nhà Đường còn rất non trẻ nên nhà vua không đồng ý cho lời thỉnh cầu của Đường Huyền Trang. Song với lòng kiên định và ý chí sắt đá, Đường Huyền Trang vẫn âm thầm tự chuẩn bị tư trang và lặng lẽ rời Trường An mà không hề có một chỉ dụ nào của nhà vua. Hành trình thỉnh kinh của Đường Huyền Trang. Trong lịch sử Trung Quốc, có nhiều bậc cao tăng đã sang Tây Thiên, tức là khu vực tương ứng với bán đảo Ấn Độ, để thỉnh kinh. Nhưng chỉ có chuyến đi của Đường Huyền Trang là ly kỳ và ấn tượng nhất. Hành trình kéo dài đến hơn 17 năm trời với rất nhiều khó khăn và trở ngại. 17 năm tha phương nơi xa xứ, Đường Huyền Trang phải một mình đối diện với bao nỗi khó nhọc, gian truân và nguy hiểm, chứ không thể như trong phim, cái gì khó là có Tôn Ngộ Không. Và cũng gần ấy năm, Đường Huyền Trang đã nếm trải biết bao cay đắng của cuộc đời con người. Các tài liệu đều ghi nhận rằng, vào năm 627, bên nhà Đường Trung Quốc có một vị sư rất trẻ, chạc 25-26 tuổi, với diện mạo khôi ngô tuấn tú, cao lớn, tráng kiện, gương mặt trắng, đôi mắt sáng, cốt cách khoan thai, giọng nói thanh nhã và tác phong oai nghiêm, đã thực hiện một cuộc hành trình sang Thiên Trúc thỉnh kinh. Theo như chuyện kể lại, Đường Tăng đã phải vượt qua 10.800.000 dặm mới có thể lấy được hơn 650 bộ kinh Phật về quê hương. 10.800.000 dặm có nghĩa là 108.000 dặm thì mới thỉnh được kinh, một đoạn đường rất dài. Về hệ đo lường của Trung Hoa cổ đại, một dặm thì tương ứng với khoảng một nửa cây số bây giờ. Một dặm Trung Hoa thì khác với một dặm của Anh Quốc, khác với một dặm của phương Tây, tức là khoảng 500m. Như vậy thì chúng ta dễ dàng tính được quãng đường mà Đường Tăng đã đi qua. 108.000 dặm nhân với 0,5 km bằng 54.000 km. Nhưng con số này liệu có phải là sự thật hay không? Bởi vì một vòng quanh trái đất đi qua xích đạo cũng chỉ là hơn 40.000 km, mà Đường Tăng đã đi đến 54.000 km thì đi được hơn một vòng quanh trái đất rồi. Hành trình đi đến với đất Phật của Đường Huyền Trang cũng trải qua rất nhiều nước, nhiều vùng đất, nhiều lãnh thổ, nhiều tộc người kỳ lạ, và cũng từ ấy được học ra rất nhiều điều bổ ích. Được mắt thấy tai nghe những hiện thực cuộc sống diễn ra xung quanh, rồi đối diện với rất nhiều khó khăn,
Đường Huyền Trang vẫn tiếp tục vững ý chí để chinh phục hành trình của mình. Ông cứ đi mãi, băng qua cánh rừng, băng qua sa mạc, băng qua những vùng đất hoang vu. Và sau 17 năm bôn ba, 17 năm khi ra đi là một thanh niên trai tráng, là khoảng 25 tuổi, nhưng khi trở về thì đã 42 tuổi. Đường Huyền Trang đã lấy được kinh, ông không hề than vãn hay là trách mà lấy làm hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Và ông đã đem những triết lý đạo Phật từ vùng đất Tây Trúc, ngày đêm nghiên cứu dịch thuật và nhanh chóng trở thành một nhà văn hóa thông thái của Trung Quốc. Chúng ta vẫn nói rằng sang Tây Trúc thỉnh kinh, sang Tây Thiên thỉnh kinh, vậy Tây Trúc ở đâu? Nhiều người thì luôn mặc định Tây Trúc đó là Ấn Độ. Còn theo các nhà nghiên cứu, Tây Trúc được nói đến trong Tây Du Ký hiện đại thuộc lãnh thổ Pakistan. Thời cổ đại thuộc về một vương quốc có tên là Maurya, một trong những thế lực hùng mạnh ở tiểu lục địa Ấn Độ. Và một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất có tên là A Dục Vương, một người dùng đạo Phật để truyền bá và phát triển tôn giáo này ở trong khu vực. Nếu mà cách đây một thời gian dài nói rằng sang Tây Trúc nghĩa là sang Ấn Độ thì có lẽ cũng có phần đúng, bởi vì lúc bấy giờ Pakistan và Ấn Độ là một, và sau này Pakistan và Ấn Độ mới tách ra. Và thực tế là trên tiểu lục địa Ấn Độ ngày xưa tồn tại rất nhiều những tiểu quốc nho nhỏ, và mãi đến sau này thì mới thống nhất trở thành đất nước Ấn Độ. Ở khu vực bây giờ là Pakistan, có một thị trấn nhỏ được gọi tên là Tasila, nằm cách thủ đô Islamabad của Pakistan hơn 30 km. Hiện tại có nhiều di tích quan trọng của Phật giáo với niên đại trên 3.000 năm. Tasila đã phát triển đến đỉnh cao thời của A Dục Vương. Tasila đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tại đây nhiều bảo tàng, lưu trữ, trưng bày các di vật khảo cổ về một thời vàng son của Phật giáo. Thời hiện tại thì địa danh Tasila nổi tiếng được coi là nơi Đường Huyền Trang, vị cao tăng Trung Quốc, nguyên mẫu của nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết Tây Du Ký, đến tu học vào thế kỷ thứ 7. Để đến được đây thì Đường Huyền Trang đã phải đi qua Tân Cương, Afghanistan, Nepal, Ấn Độ. Ông ở Tasila cho đến khi quay trở lại Trung Quốc cùng với sách kinh thư gồm nhiều bộ bằng tiếng Phạn. Sau đó ông còn dành nhiều thời gian để dịch sang tiếng Hán. Nguyên đại danh cũng rất nổi tiếng nữa trong Tây Du Ký, đó là Hỏa Diệm Sơn. Trong truyện thì cả vùng núi non rực lửa này được hình thành do Tôn Ngộ Không đạp đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân sau nhiều ngày bị nung trong lò này, khiến lửa rơi xuống trần. Khi mà bốn thầy trò đi thỉnh kinh qua đây, họ phải trải qua nhiều gian khổ mới dập được lửa. Thực tế Hỏa Diệm Sơn thuộc dãy Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc. Nó nằm ở rìa gần phía bắc của sa mạc Talamakan và phía đông của thành phố Tupan. Dãy núi dài khoảng 100 km, rộng từ 5 đến 10 km tùy từng chỗ. Phía đông của Hỏa Diệm Sơn bắt đầu từ Lưu Sa Hà. Ở trong Tây Du Ký thì đây chính là con sông mà Sa Tăng chiếm đóng trước khi gặp Đường Tăng và các sư huynh. Độ cao trung bình của Hỏa Diệm Sơn là 500m, một số đỉnh thì cao đến 800m. Ở nơi đây rất là khắc nghiệt, vào mùa hè là một trong những nơi nóng nhất Trung Quốc, nhiệt độ thường xuyên đạt trên dưới 50 độ C. Người dân địa phương gọi Hỏa Diệm Sơn là núi đỏ. Đây là một vùng núi sa thạch màu đỏ cằn cỗi và bị sói mòn. Các rãnh có hình thù rất là độc đáo, đầy ấn tượng của Hỏa Diệm Sơn được tạo thành do sự sói mòn của nền đá sa thạch đỏ. Và trên thực tế ở Hỏa Diệm Sơn có những đám cháy tự phát ở những mỏ than ở nơi đây, dưới tác động của khí hậu cực khô và nhiệt độ bề mặt quá cao. Thời nhà Thanh thì người ta đã phát hiện ra sự tồn tại của rất nhiều mỏ than ở Tân Cương và ngọn lửa đã cháy cứ như vậy trong hàng chục năm, thậm chí là hơn 100 năm. Như vậy, địa danh Hỏa Diệm Sơn là hoàn toàn có thật. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.